Thiên tài toán học Triều Tiên liều mạng đào thoát đến Hàn Quốc. Đào tẩu, hai từ này khiến người ta liên tưởng đến những bộ phim vượt ngục đầy gây cấn với các tù nhân có chỉ số IQ cực cao. Cũng là những tình tiết đó, nhưng câu chuyện hôm nay lại là cuộc trốn chạy dũng cảm của một thiên tài toán học Triều Tiên khỏi đất nước được mệnh danh là nhà tù theo đúng nghĩa đen. Nhân vật chính của chúng ta là chàng thanh niên John Yori. Bố của John là một giáo viên toán trung học, nên dưới sự chỉ dạy của ông, từ nhỏ John đã bộc lộ khả năng toán học vượt trội của mình. Đến năm 2014 và 2015, anh đều là đại diện của Triều Tiên tham gia cuộc thi Olympic toán học quốc tế và cả hai lần đều đạt huy chương bạc. Nhưng giải thưởng không phải là điều quan trọng. Đối với John, việc gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc tại cuộc thi đã khiến anh trải nghiệm sâu sắc sự khác biệt giữa hai miền Nam Bắc. Một nơi là đất nước tự do thịnh vượng, còn một nơi là mảnh đất nghèo đói với đầy rẫy sự cai trị khắc nghiệt. Ngoài ra, nhà John Yori nằm ở tỉnh Gangwon-do, phía nam Triều Tiên, nơi đây có thể bắt được tín hiệu truyền hình và radio từ bên kia biên giới, đưa tin về thế giới bên ngoài cũng như cuộc sống của những người dân Hàn Quốc. Có lẽ những điều này đã dần nhen nhóm trong John ý định chạy trốn và anh bắt đầu lên kế hoạch đào tẩu, một kế hoạch đầy táo bạo và liều lĩnh. Bởi vì nếu thất bại, anh phải đối mặt với những điều kinh khủng, thậm chí là cái chết. John đã nói kế hoạch của mình với cha, mặc dù điều này có thể gây nguy hiểm cho gia đình, nhưng người cha vẫn trao cho con trai số tiền trị giá khoảng 200 USD và nói rằng: "Con không cần phải lo lắng, hãy cứ đi đi." Và rồi ngày đó cũng đến, ngày 17 tháng 7 năm 2016, John Yori là đại diện cho Triều Tiên tham gia cuộc thi Olympic toán học quốc tế tổ chức tại Hồng Kông. Lúc đó John 18 tuổi, đối với anh cuộc thi lần này là cơ hội cuối cùng để trốn thoát khỏi Triều Tiên. Bởi chỉ một năm nữa là anh hết tuổi tham dự kỳ thi này. Sau khi cuộc thi kết thúc, John đã lợi dụng lúc giám thị sơ hở để lẻn ra khỏi phòng ký túc xá, rồi anh đi taxi đến sân bay quốc tế Hồng Kông vì nghĩ rằng có thể tìm thấy nhiều người Hàn Quốc ở đó. Khi đến sân bay, anh đến quầy của một hãng hàng không Hàn Quốc và nói với các nhân viên ở đó rằng mình là người Triều Tiên và muốn đến Hàn Quốc. Nhân viên lập tức liên lạc với lãnh sự quán Hàn Quốc tại Hồng Kông, nhưng vì nguyên tắc các nhà ngoại giao không thể trực tiếp tham gia vào cuộc chạy trốn của một người đào tẩu, nên John chỉ có thể tự đi taxi đến lãnh sự quán Hàn Quốc nằm ở trung tâm thành phố. Sau khi đến lãnh sự quán an toàn, anh phải đợi 2 tháng để chính phủ Bắc Kinh cho phép rời khỏi. Trong tháng đầu tiên, anh hiếm khi nói chuyện với bất cứ ai, dành thời gian chơi trò chơi điện tử hoặc tập luyện trên chiếc máy chạy bộ trong căn phòng nhỏ được cấp cho mình. Tuy nhiên, anh dần dần cởi mở hơn với nhân viên lãnh sự quán. Vào ngày 24 tháng 9 năm 2016, John cuối cùng đã nhận được hộ chiếu mới và đến Hàn Quốc. Thông thường, một thiên tài toán học có thành tựu quốc tế như John Yori, nếu ở nước khác thì có lẽ sẽ được hưởng những đặc quyền cùng vinh dự hiếm có. Vậy tại sao anh lại phải liều mạng bỏ lại gia đình để chạy thoát khỏi đất nước của mình? Theo tờ Newsweek, nhìn chung, đa số người Triều Tiên đào tẩu là vì nghèo đói. Ngoài ra, nhiều nhân chứng đào tẩu nói rằng họ bị phân biệt đối xử, bóc lột sức lao động và đối mặt với nạn tham nhũng hàng ngày.